Nói một cách sơ lược nhá, thì các dị dạng của động mạch não ấy thì rất là nhiều. Thì gần đây thì các bạn thấy là khoảng độ 10 năm trở lại đây thì chúng ta phát hiện được những cái dị dạng mạch não nhiều hơn. Tại sao? Tại vì là công cụ bây giờ tốt hơn, đúng không? Ngày xưa không có MRCT, muốn chẩn đoán được dị dạng mạch não phải có MRCT, phải có máy chụp tốt thì mới chẩn đoán được. Ngày xưa thì bệnh nhân chỉ có đột quỵ xong rồi tử vong thôi, người ta không biết được là nguyên nhân là tại làm sao cả. Thế thì cái nhóm mà bạn Cường vừa nói ấy, tức là cái mà chúng ta hay gặp nhất ấy là gì? Là phình mạch não. Thế bây giờ phình mạch não khi vỡ thì gây ra dấu hiệu hình ảnh là gì? Mời bạn Khánh nào, Nguyễn Quốc Khánh. Vỡ phình mạch não dấu hiệu hình ảnh là gì nhỉ anh? Có bạn nào có ý kiến không? Nói to lên một tí ạ, bạn nào vừa nói đấy. Thế bây giờ cái dị dạng động tĩnh mạch Não mà bạn Cường bạn vừa nói thì các bạn biết có mấy loại? Tên chung chung thế thôi à? dạng động tĩnh mạch não, nếu mà nói có chính hai xác loại. hai loại, tốt quá. Loại một là gì, loại hai là gì? Có một cái là có sẵn với một cái không có sẵn ạ. Một cái có săn, một cái không săn. Nghe có vẻ thế tên tiếng Anh là gì nào? Loại nào là loại không có săn? Ô mà trời hăng. Gì nữa? Một số loại bất bất thường bẩm sinh Thông thường đã là dị dạng mạch não thì thường sẽ là bẩm sinh nhé, chứ cái phình mạch não. bất thường tĩnh mạch bẩm sinh. Rồi, các bạn chia thế cũng đúng, tức là một loại là có săn, tức là có thông giữa động với tĩnh mạch, còn một loại là không có săn, ví dụ như u mạch thể hang này. Các bạn nhớ là những cái mà không có săn thì ví dụ như u mạch thể hang là sẽ không có cuốn nuôi từ động mạch, cho nên là chính vì không có cuốn nuôi từ động mạch cho nên làm sao, cho nên cái khả năng vỡ của nó sẽ rất là thấp. Thế còn những cái mà dị dạng tĩnh mạch đơn thuần chẳng hạn đấy, tức là hình đầu sứa đấy, thì những cái đấy cũng không có cuốn nuôi của động mạch, cho nên là cái tỷ lệ vỡ của nó rất là thấp. Và nhớ là cái cavernôm ấy, thường một số típ, nhất là típ 4 ấy, nó sẽ đi kèm với cả dị dạng tĩnh mạch đơn thuần nhá. Thế bây giờ cái mà thông động tĩnh mạch mà có săn đi thì các bạn biết những loại nào? Bạn nào đấy, bạn tên là Xiaomi là bạn nào đấy, bạn phát biểu luôn đi, đừng nhắn tin nữa. Đây thì bạn có đưa ra ý kiến là hai loại, một là AVM và một cái là AVF, đúng nhưng mà chưa đủ đấy. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi về AVM. Thế bình thường, thông thường tôi vẫn hay nói với các bạn ấy thì là cái tên tiếng Anh của nó phản ánh cái chẩn đoán của nó. Ví dụ cái mà thông có săn ấy thì loại mà các bạn hay gặp nhất chính là AVM. AVM là gì? AVM thì thường tôi dặn các bạn cứ dịch đúng cái từ tiếng Anh ra, tức là arteriovenous malformation. Malformation là dị dạng đấy, còn cái kia là động mạch và tĩnh mạch. Thì một cái thì các bạn cứ đọc là dị dạng động tĩnh mạch. Còn cái loại thứ hai là AVF, tức là arteriovenous fistula, tức là thông trực tiếp động mạch và tĩnh mạch mà không có ổ dị dạng nhá. Hai cái đấy các bạn sẽ dễ nhầm với nhau. AVM tức là có cái ổ dị dạng là malformation, thế còn cái AVF là không có ổ dị dạng, tức là động mạch chảy thẳng vào tĩnh mạch. Được chưa? Thế thì cái ca của nhóm 1 hôm nay các bạn làm chủ yếu là về AVM. Thế thì chúng ta sẽ học chính là về AVM. Thế thì việc của các bạn về nhà là làm một ca về AVF để hôm sau chúng ta phân tích tiếp. Cái thứ hai nữa là còn một cái loại thông động tĩnh mạch nữa mà lưu lượng thấp. Cái thông động tĩnh mạch mà chúng ta đang nói ở đây là của các cái động mạch não lớn trong nội sọ, ví dụ như động mạch não giữa, động mạch não trước, động mạch não sau, vân vân. Cho nên lưu lượng nó rất là lớn. Thế còn cái mà tôi muốn nói ở đây là một cái loại thông động tĩnh mạch mà lưu lượng nhỏ, gián tiếp ấy, các thầy vẫn hay nói là gián tiếp ấy, gọi là gì? Trong sách có viết đây, bạn nào biết không? Có chuyên khoa 1 nào thì cứ phát biểu. Cái thông ở đây là thông giữa động với tĩnh mạch, nhưng mà động tĩnh mạch lớn, cho nên là cái lưu lượng rất là lớn. Nên người ta vẫn thường gọi là giống như là thông trực tiếp ấy, giống như thông mạch cảnh xoáng hang ấy. Đấy. Cái AVF thì bản chất nó gần gần giống là thông mạch cảnh xoáng hang ấy.
Bạn vừa nói gì? Bạn nữ vừa phát biểu gì nhỉ? Còn một cái trường hợp nữa đó là thông động tĩnh mạch màng cứng. Đấy, các bạn lưu lại nhé, thông động tĩnh mạch màng cứng thì về các bạn sẽ làm hai ca lâm sàng đi, một ca là về AVF và một ca là thông động tĩnh mạch màng cứng. Tức là cái thông động tĩnh mạch màng cứng tức là vẫn có luồng thông giữa động mạch và tĩnh mạch, nhưng mà làm sao, nhưng mà nó lại ở vị trí của màng cứng, các cái xoang tĩnh mạch trong màng cứng, cho nên lưu lượng nó rất là nhỏ, lưu lượng nó rất là nhỏ. Đấy, các bạn lưu ý điều đấy, lưu lượng rất nhỏ, cho nên là các thầy thường gọi là thông gián tiếp đấy. Đấy, cho nên là hôm sau thì các bạn sẽ làm hai ca về, một cái là AVF và một cái là thông động tĩnh mạch màng cứng. Cái thông động tĩnh mạch màng cứng thì tương đối là khó với lớp chẩn đoán hình ảnh cơ bản đấy, nhưng mà nếu mà các bạn làm được mà các bạn có cái khái niệm ban đầu ấy, thì nó sẽ rất là tốt nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với ca lâm sàng đầu tiên, là hôm nay chúng ta sẽ học về AVM. Nói qua về lý thuyết cho các bạn, AVM để mà chẩn đoán AVM thì các bạn cần cái gì để các bạn chẩn đoán xác định một bệnh nhân có AVM nào? Mời các bạn phát biểu. Bây giờ chẩn đoán một bệnh nhân có AVM thì ta cần những yếu tố gì? Có DSA. Có DSA. Thực ra là chưa đủ lắm. Tại vì thật ra là như này, DSA nó là công cụ chẩn đoán. Thế khi mà các bạn chẩn đoán các bệnh về mạch máu thì đúng là một điều là DSA là tiêu chuẩn vàng. Tức là các bạn phải chụp mạch thì các bạn mới khẳng định được chắc chắn 100%. Nhưng mà với MSCT cộng từ cũng là rất tốt rồi, đặc biệt là với MSCT. Các bạn vẫn có thể chẩn đoán ở trên cổng từ, nhưng mà các bệnh lý về mạch máu thì MSCT các bạn có thể coi cái giá trị của nó là tầm 95%, còn cộng từ khoảng 92% thôi. Các bệnh về mạch máu thì MSCT tiêm thuốc vẫn tốt hơn so với cổng từ. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây là khi các bạn quan sát một cái hình ảnh trên MSCT, làm sao các bạn biết nó là AVM, là AVF hay là dò động tĩnh mạch màng cứng? Khi các bạn mô tả một đồ AVM, các bạn mô tả mấy thành phần trong đó? Mình tìm ổ Nidus thầy. Ổ Nidus tức là ổ gì? Thế nào là Nidus? Cái đám mau mạch nó dị dạng ạ. Gần chính xác. Bạn Xiaomi ở đây thì bạn ấy có comment là phải có mạch đến và mạch đi. Thế nào là mạch đến và thế nào là mạch đi? Xiaomi là bạn nào nhỉ? Trả lời cho các bạn cùng biết. Thế nào là mạch đến và thế nào là mạch đi? Rồi. Như lúc đầu tôi nói với các bạn ấy, AVM ấy là phải có 3 thành phần nhé. Mạch đến ở đây tức là động mạch nuôi. Mạch đi tức là tĩnh mạch dẫn lưu. Và như một bạn nam vừa phát biểu ấy, tức là nidus, tức là ổ dị dạng. Tức là cái vị trí thông giữa động mạch với tĩnh mạch phải có một cái ổ mà nó ngoằn ngoèo như cái búi run ấy. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn chỉ thấy động mạch xong nối thẳng vào tĩnh mạch mà không có cái ổ ngoằn ngoèo đấy thì là gì? Là AVF. Các bạn nhớ chưa? Đấy là một cái để phân biệt, và các bạn cứ đọc đủ 3 thành phần AVM, thế là như vậy là sẽ đầy đủ hết nhá. Bây giờ chúng ta đến với bệnh nhân đầu tiên, bệnh nhân nam 50 tuổi, khỏe mạnh đây này. Và nhớ vào AVM thường là nó liên quan đến cái yếu tố bẩm sinh và nó sẽ phát triển qua nhiều tháng, nhiều năm, và đến khi mà cái áp lực trong ổ dị dạng nó vượt quá khả năng chịu đựng thì thường là bệnh nhân sẽ vỡ nhá. Nên bệnh nhân này là bệnh nhân khỏe mạnh, đột ngột đau đầu, nôn, yếu nửa người trái, tức là đọc lâm sàng là ta thấy một cái hội chứng tăng áp lực nội sọ rồi đúng không? Và ta nhìn thì ta sẽ tập trung vào bên phải. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cái ảnh cắt lớp vi tính không tiêm thuốc. Đây, từ dưới lều đây. Đấy.
Đây, chúng ta dừng ở cái vị trí này nhá, tại vì chắc là các bạn nhìn cái ổ chảy máu tương đối rõ rồi. Thế bây giờ có bạn nào chẩn đoán được tôi ca này nào? Các bạn nghe rõ không? Có bạn nào chẩn đoán ca này không? Em thầy, đầu tiên em nhìn vào ca này em sẽ nghĩ đến nó một cái xuất huyết não, và nó xuất sẽ có thể là xuất phát từ động mạch não giữa bên phải ạ. Ờ, động mạch não giữa bên phải, đồng ý. Tại vì bạn căn cứ là nó thuộc vùng cấp máu. Rồi, được. Tiếp. À, bạn nghĩ là nguyên nhân do mạch máu. Bạn có nghĩ được nguyên nhân do nguyên nhân gì khác? Loại trừ nguyên nhân chấn thương rồi thì em nghĩ một là có thể do mạch máu, hai có thể là do một yếu tố nguy cơ về đông máu, rối loạn đông máu. Rối loạn đông máu. Có vẻ bị ám ảnh với cả bởi bài hôm trước. Rồi, có ai có ý kiến gì khác không? Thứ nhất, như bạn ấy nói thì là cái này nằm trong vùng cấp máu của động mạch não giữa, nhưng mà thường với chảy máu mà nằm trong vùng cấp máu ấy, thì đấy, như hôm trước chúng ta trao đổi là có thể nghĩ đến nhồi máu xuất huyết chuyển dạ, nhưng mà ca này thì có thể là chúng ta chưa nghĩ đến. Tất nhiên là ta phải có yếu tố thời gian nữa, tại vì ta đang không thấy cái vùng thiếu máu đâu cả, là thứ nhất. Cái thứ hai là khi nó nằm trong khi mà bạn nói cái vùng chảy máu nằm trong vùng cấp máu của mạch ấy, thì tôi hiểu là bạn hướng đến một trong hai cái, một là nhồi máu chảy máu, hai là có thể vỡ phình. Nhưng mà trường hợp này thì không phải vỡ phình rồi, tại vì là chúng ta thấy nó hầu như là nó không có xuất huyết dưới nhẹ. Đấy. Thế thì nếu mà ta sẽ mô tả thấy là một cái khối máu tụ tương đối là tròn, và cái vị trí của nó là nằm ở cái vùng ngoại vi của thùy thái dương bên phải. Nhân 50 tuổi, chảy máu ở vùng ngoại vi. 50 tuổi thật ra là một cái tuổi nó tương đối là ở giữa, không phải quá trẻ nhưng mà không không quá lớn tuổi. Nhìn cái khối máu tụ này thì ta có nghĩ tăng huyết áp không nhỉ? Đúng. Có hay không? Không nghĩ đến tăng huyết áp lắm. Câu trả lời đấy thì khôn ngoan đấy nhỉ. Tại vì là sao? Như hôm trước tôi nói, tăng huyết áp thì thường là ở vị trí sâu, đúng không? Đồi thị, nhân bèo, bao trong, đầu nhân đuôi. Cái tổn thương này nó hơi ở ngoại vi. Đấy. Các bạn nhớ rằng các tổn thương vỡ của AVM ấy, thường là nằm ở ngoại vi của một thùy não nhá. Cái đấy là cái cơ bản nhá, cơ bản nhất đấy, tức là AVM thường nằm rất là gọn ở ngoại vi của một thùy não đấy. Cho nên trường hợp này nhìn có vẻ nghĩ đến AVM được chưa, nhưng mà tất nhiên vẫn còn phải nhiều nhiều dấu hiệu khác nữa. Đây, các bạn nhìn cái trường hợp này, nghĩ đến u não chảy máu không? Nhá, các bạn nhìn cái trường hợp này này, các bạn nhìn xung quanh các bạn thấy phù não và nó có cái hiện tượng đan xen như này này. Đấy, chúng ta cũng chưa thể loại trừ được u não chảy máu. Hôm trước có bạn hỏi tôi là làm sao phân biệt u não chảy máu, đây trường hợp này phải chẩn đoán phân biệt u não chảy máu đây. Nhá, các bạn thấy nó phù não giống như là phù dạng tay, phù giống như là phù não của chất trắng ấy. Đấy. Thứ hai là các bạn nhìn các vị trí chảy máu này, tỷ trọng nó đều. Nếu cái tổn thương chảy máu đơn thuần ấy, thì cái tỷ trọng nó sẽ tương đối là đều. Các bạn sẽ thấy ở đây là có cái phần nó tăng tỷ trọng hơn, và cái phần xung quanh làm sao nó tăng nhẹ hơn. Đấy, tăng nhẹ hơn. Các bạn sẽ thấy là trong một cái tổn thương nó có nhiều nhiều loại tỷ trọng. Ví dụ cái vùng ở ngoại vi này thì lại giảm hơn. Đấy. Nên tôi nghĩ trường hợp này các bạn phải cẩn thận, phải nghĩ đến u não chảy máu. Cái thứ ba là gì? Trong cái phần tăng nhẹ tỷ trọng này, các bạn thấy có cái nốt gì đây? Nốt vôi hóa, đúng không? Nốt vôi hóa. Thế bây giờ một cái tổn thương ở ngoại vi, phù não chất trắng, có chảy máu nhiều giai đoạn mà bệnh nhân lại diễn biến đột ngột, bên trong lại có vôi hóa. Đấy. Cái này phải đặt một chẩn đoán phân biệt là gì? Là u não chảy máu. Rồi. Thế có bạn nào giải thích được cho tôi là tại sao cái tỷ trọng này nó lại tăng nhẹ hơn cái tỷ trọng này không? Tại sao nó lại có hai thành phần tăng tỷ trọng, một phần thì tăng nhiều hơn, còn một phần tăng ít hơn không?
Không ai có ý kiến à? Phát biểu đại đi. Bạn Xiaomi thì bạn bảo là tổn thương vẫn đang chảy máu. Thì rõ ràng là cái phần mà tổn thương đang chảy máu là cái phần mà tăng tỷ trọng nhiều hơn. Đấy. Và bạn nên nhớ là nó mới chảy được khoảng một ngày. Tại sao lại có sự khác biệt về mặt tỷ trọng như này? Đúng chưa? Phần bạn... giảm tỷ trọng hơn nó rối loạn thiếu máu rồi. Rối loạn tưới máu nghe có vẻ hơi hơi giống gan. Yeah. Thế tại sao trong cái phần rối loạn tưới máu lại có cái nốt vôi hóa? Bạn Tú thì bạn bảo là Nguyễn Anh Tú thì bạn ấy comment là có thể cái phần kia là khối. Đấy, cho nên là tôi bảo các bạn là như vậy là có thể là đây là toàn bộ cái khối. Đúng không? Một cái khối u. Xong rồi bệnh nhân bị vỡ khối u, chảy máu ở một phần của khối, phần còn lại không chảy. Mà bên trong khối u làm sao? Thường khối u có vôi hóa, tương đối là hợp lý đúng không? Nên ca này các bạn phải cẩn thận với một trường hợp là u não chảy máu. Đấy. Thế còn cái này nếu mà nghĩ AVM có hợp lý không? Hợp lý. Tại vì sao? Thứ nhất là chảy máu ở ngoại vi, nằm ở một thùy não. Thứ hai là gì? Tại sao chúng ta lại thấy cái phần này nó tăng nhẹ tỷ trọng hơn? Thứ nhất, đối với nhu mô não, trên các lớp vi tính, nếu mà tăng tỷ trọng, thì thường các bạn sẽ gặp nhất là chảy máu. Thứ hai là gì? Thứ hai là huyết khối. Đúng chưa? Nên các bạn thấy là cái phần này này, nó hơi tăng tỷ trọng. Thế thì nếu mà các bạn đọc kỹ cái giải phẫu bệnh của AVM ấy, thì đây là phần gì? Đây là phần tĩnh mạch dẫn lưu. Đây là phần nổ dị dạng. Tại vì sao? Tại vì bản thân cái AVM ấy, cái phần mà nidus hoặc là ổ dị dạng ấy, các bạn phải hiểu ấy, nó chính là một cái hồ máu ở trong đấy. Đúng chưa? Nó chính là cái phần máu đọng. Cái bên trong đấy rất nhiều máu. Nhưng mà nó không phải nó không phải là cái active bleeding, nó không phải là máu đang chảy. Mà máu nằm trong ổ dị dạng và trôi với tốc độ rất chậm. Cho nên các bạn, phần mà các bạn nhìn thấy ở đây này, cái phần mà các bạn nhìn mà cái tỷ trọng nó tăng nhẹ ở đây này này, khả năng là của nidus và của tĩnh mạch dẫn lưu. Và chúng ta thấy làm sao? Vì cái tỷ trọng đấy nó tồn tại với một cái dòng chảy chậm, cho nên là nó dễ hình thành những cái vôi hóa ở bên trong. Đấy, và các bạn nhìn thấy phần tăng tỷ chạy nó kéo dài ra tận vị trí vỏ não này, thì khả năng chỗ này là có thể có tĩnh mạch dẫn lưu ở đây. Đấy. Và cái phần chảy máu là cái phần vỡ của AVM. Được chưa? Thế như vậy với trường hợp này, nếu chẩn đoán, ta có thể đưa ra 3 chẩn đoán. 1. Vỡ AVM. Mặc dù trường hợp này chẩn đoán là vỡ AVM ở cái này nhìn chưa thật sự rõ. Chưa thật sự rõ nhé. Các tí nữa các bạn sẽ xem một cái ca nó điển hình hơn rất nhiều. Thứ hai là u não chảy máu. Và thứ ba là nếu mà có thời gian thì cũng có thể là liên quan đến đột quỵ, nhồi máu, chảy máu. Nhưng mà cái đột quỵ thì trong trường hợp này ta có thể ta để xuống cuối cùng so với hai cái chẩn đoán của AVM và u não. Nguyên nhân là do cái tỷ trọng của máu nó tăng không đồng nhất. Và như tôi đã nói với các bạn, cái phần máu mà tăng nhẹ là phần máu đọng, máu chảy chậm ở trong ổ AVM. Còn cái phần mà tăng mạnh hơn là phần active bleeding, là nó đang vỡ, đang chảy máu ra. Ngoài ra còn một cái nữa không ủng hộ đột quỵ, đó là có vôi hóa ở bên trong. Đấy, sẽ có những trường hợp khác, các bạn thấy các AVM khác trên cái tĩnh mạch dẫn lưu này này, nó vôi hóa thành hình tĩnh mạch luôn, tức là vôi hóa nhiều hơn trường hợp này. Trường hợp này chỉ có một nốt thôi. Đấy, nhưng mà một cái đấy thì trong biện luận chẩn đoán thì ta cũng sẽ hướng đến chẩn đoán của AVM và u não hơn nhé. Rồi. À, đây là cái hình ảnh các bạn lưu lại thôi. Đây trên file chụp BSA. Ở đây thì chắc là cũng chưa nhiều bạn được xem BSA. Đấy, nên tôi chỉ để ở đây minh họa. Bây giờ em học online điểm danh nữa chứ. Em mà tôi không điểm danh đâu nhá. Khổ quá. Đi học còn lo điểm danh. Rồi. Đây là cái hình ảnh chụp DSA. Tại sao DSA được coi là tiêu chuẩn vàng? Tại vì để DSA tức là gì? Người ta chụp cái động mạch não hoặc là chụp bất kỳ một cái hệ mạch nào đấy trong cơ thể bằng cách là đưa ống thông vào bên trong qua đường nội mạch. Tức là mọi thứ chúng ta làm là đều ở trong lòng mạch máu hết. Nó cũng nôm na hơi hơi giống nội soi, nhưng mà nó
nó thậm chí còn ít xâm lấn hơn cả nội soi. Giống như các bạn, các thầy mà đặt stent mạch vành ấy, thì bây giờ chúng tôi dùng cái này để chúng tôi chụp mạch não. Tôi sẽ đưa một cái ống thông từ động mạch đùi lên động mạch não, sau đó bơm chọn lọc qua từng cái động mạch một. Ví dụ ở đây là chụp cái hệ thống động mạch cảnh trong bên phải. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy, tất nhiên các bạn nhìn chưa quen thì vị trí này là vị trí của động mạch não giữa. Đấy, các bạn sẽ thấy là gì? Ở đây khi mà chụp lên thì ta sẽ nhìn thấy đây là cái động mạch, cái động mạch nuôi của nó nhá. Các bạn thấy nó chạy từ từ ổ dị dạng đúng không? Đây là cái file đầu tiên. Tiếp theo này. Đấy, thì ổ dị dạng bắt đầu hiện rõ lên. Thì đây chính là phần gọi là nidus. Và cuối cùng là hiện ra tĩnh mạch dẫn lưu. Đây là tĩnh mạch dẫn lưu này. Đấy, và tĩnh mạch dẫn lưu này đổ về đâu? Đổ về xoang dọc trên. Đây, chúng ta xem thêm một số ảnh phía sau. Đấy. Các bạn sẽ thấy cái xoang dọc trên nó hiện rõ ra nhá. Thì đây là những cái tĩnh mạch dẫn lưu ở vỏ não. Được chưa? Và tĩnh mạch dẫn lưu vỏ não thì người ta coi là tĩnh mạch ngông nhá. Thế còn tĩnh mạch sâu, ví dụ như là tĩnh mạch mền, tĩnh mạch galien, hội lưu các xoang tĩnh mạch, thì đấy là những cái tĩnh mạch sâu. Những tĩnh mạch sâu thì làm sao? Thì nó nhỏ và nó dễ vỡ hơn. Đấy, các bạn nhớ một điều nhé, các tĩnh mạch ở sâu thì cái khả năng giãn ra của nó kém hơn, tại vì do có nhiều cấu trúc xung quanh hơn, trên nó dễ vỡ hơn, cho nên là nếu dẫn lưu về tĩnh mạch sâu thì cái nguy cơ vỡ cao hơn. Thế còn nếu mà dẫn lưu về tĩnh mạch nông ở trên bề mặt của vỏ não thì cái khả năng giãn của nó, chịu đựng của nó lớn hơn, cho nên là khi một cái bệnh nhân dẫn lưu nông thì cái điểm Spedler mắc tanh ấy, thì người ta sẽ cho không điểm. Còn nếu mà dẫn lưu sâu người ta cho một điểm, và điểm càng cao thì nguy cơ vỡ càng lớn. Được chưa? Nên nếu mà xét về dẫn lưu nông an toàn hơn so với dẫn lưu sâu. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là có động mạch nuôi là cuống của động mạch não giữa, có ổ dị dạng và có tĩnh mạch dẫn lưu. Cái này các bạn sẽ chẩn đoán xác định được là AVM nhá. Thế thì với trường hợp này thì thông thường ấy, sau khi chụp cắt lớp vi tính, người ta nên chụp một cái MSCT động mạch não nữa, rồi mới đến cái bước là chụp DSA. Đấy, có thể là ở đây các bạn ấy đưa ra cái ảnh nó chưa đầy đủ thôi. Thế còn theo protocol thì theo tôi nghĩ ca này phải chụp cắt lớp vi tính, MSCT và cuối cùng mới là DSA. Các bạn có hỏi gì ca này không?